quyết cho cảnh. Hồi này là nó lúc lúc ở cái dòng sông Colorado nó đưa vào đây nó giữ cho mày. Ở đây nó cũng cho mình ví dụ như mình có tàu có ghe là mình chạy ra đây thì mình chạy vòng 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 chúng ta chơi mình câu cá nó cho hết, nhưng mà nó có một cái khu vực nhất định gần cái đập thủy điện là nó giăng phao ra đó, nó không cho mình qua khỏi cái khu vực đó. Thế còn ngoài đây là mình được quyền tàu chạy ghe muốn làm gì làm. Đó quý chị thấy ha, trước mắt mình có hai chiếc trực thăng không? Trực thăng á. Đó, trực thăng đó là của Hoover Dam, qua đó đây có một chiếc là ba chiếc này. Là ở Grand Canyon á. Và khi mình đi lên trực thăng á, nó bay á thì mình sẽ thấy được cái đập thiên đường này luôn. Rồi lát quý chị đi trực thăng là nó bay một vòng rồi nó mới đáp xuống dưới đáy vực. Cái đáy vực đó nó sâu là 4.000 feet khoảng 1.100 thước. Cây này là cây cây này một người ở đây được cũng giỏi nhỉ, làm gì nó tan nữa. Bọn này đây mất điện nhỉ. Canyon đó mình sẽ thấy một cái núi như vậy nè mà nó có tới tất cả là 5-6 màu, 7 màu. Những cái màu đó nhìn rất là đẹp. Cái sọc ngang vậy nè. Yeah. Gần đây nó cũng có cái danh lam tất cả là nó gọi là Red Rock, là núi đá đỏ đó.